Chào anh chị cô chú. Anh chị cô chú mình đang quan tâm một thửa đất có phủ hồng, có thổ cư, có 300 mét thổ cư nằm trên một trục đường bê tông rộng rãi thông thoáng gần với lại đường lớn, thì mình nên xem hết video ngày hôm nay ha. Sản phẩm ngày hôm nay nó chỉ có cái giá khung giá chỉ có 2 tỷ thôi anh chị ạ. Hướng này mình chạy thẳng ra đường này tới ngay chỗ góc hai mặt tiền đó, mình chạy thẳng một con đường tầm khoảng 500 mét thôi là mình đã ra tới con đường xà bang láng lớn. Xin giới thiệu đoạn đường xà bang láng lớn là đoạn nối từ quốc lộ 56 để về cho tới đường quốc lộ 51 ha anh chị. Và vị trí đất của chúng ta cách với lại con đường liên huyện, con đường xà bang láng lớn đó chỉ tầm khoảng 500 mét thôi ha. Và nếu anh chị cô chú mình đi thẳng hướng này tầm khoảng gần 1 km nữa là mình sẽ là con đường cục ha anh chị. Và cuối của con đường này nó có một cái dòng suối cũng khá là đẹp. Ở đây thì không khí cực kỳ mát mẻ do là nó có gần suối nè. Thổ nhưỡng ở đây là rất là tốt anh chị ạ. Bà con ở đây là người ta hay trồng sầu riêng, trồng bưởi, trồng bơ. Và đặc biệt thương hiệu bưởi ở đây cũng có tiếng trong thị trường trái cây ở đây ha anh chị. Và nếu anh chị cô chú mình di chuyển tầm khoảng theo đường chim bay ha, tầm khoảng 400 mét thôi là mình sẽ ra tới cái Gen Farm. Ngay chỗ đó có một cái Gen Farm kiểu giống như là một cái farm nha anh chị. Nó rất là đẹp luôn. Còn nếu anh chị cô chú mình di chuyển theo chạy thẳng ra hướng này, quẹo ra tới con đường liên huyện, con đường xà bang láng lớn đó, mình chạy lên tầm khoảng cỡ 500 mét thôi là mình sẽ ra tới con cái khu du lịch sinh thái Bulgarin, một trong những khu du lịch sinh thái được VTV về đây review một lần rồi ha anh chị ha. Rồi bây giờ Lâm Hoài đi vào chi tiết mảnh đất vườn ngày hôm nay ha. Mảnh đất của chúng ta có tổng diện tích là 1.500 mét vuông ha. Đặc biệt là đất mình phủ hồng toàn bộ, phủ hồng đất ở, anh chị cô chú mình có thể lên thổ cư được ha. Và đặc biệt hơn nữa là đất của chúng ta đã có sẵn 300 mét thổ cư nằm trên một trục đường bê tông. Mà có một điều đặc biệt nữa là đường bê tông thông thường á, thì ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu, nếu đường bê tông là nó chỉ rộng khoảng cỡ 4 mét thôi, nhưng mà đặc biệt đường bê tông này là rộng khoảng 5 mét là nha anh chị. Rất là rộng rãi, thoải mái. Dây điện thì hướng bên này, dây wifi hướng bên này. Còn đất của chúng ta là nằm hướng bên này ha. Xung quanh ở đây là rất là nhiều nhà dân, chạy tới ngay chỗ đoạn ngay chỗ kia cũng nhà dân. Còn nếu anh chị cô chú mình chạy thẳng vô trục đường đây cũng là nhà dân, nhà vườn. Hiện trạng đất ở đây á, là đất mỡ gà. Loại đất này cũng thích hợp để trồng rất là nhiều loại cây ăn trái ha anh chị ha. Ranh giới của chúng ta bắt đầu từ đây, từ cái cạnh bên này nè, mình đổ thẳng qua bên đây là mình được 26 mét mặt tiền. Và cái hậu của chúng ta là 69 mét ha. Cạnh bên này thì đã được tường rào hết rồi, đã rào lưới B40 hết rồi ha anh chị. Rồi, cái cạnh bên đây á, thì hiện tại cái mảnh đất của chúng ta ngay chỗ cạnh bên này á, thì mình chưa có rào lưới B40, chỉ có cắm cột mốc thôi. Cắm cột mốc nhỏ thôi, mà do cây cối nó mọc hơi nhiều. Tới đâu khoảng tới đây nè anh chị. Đâu khoảng tới đây ha. Trên đất mình thì phía trước này thì có được cây bưởi với lại cây bơ. Còn ở phía sau là đất trống. Đất thì bằng phẳng ha. Lúc cho tới cái nhà màu, cái nhà xây đó anh chị, đó. Lúc cái cạnh của mình là tới cái nhà xây đó ha. Lúc ở phía sau luôn. Rồi bây giờ Long Hoài báo giá ha anh chị. Ở khu vực, ngay chỗ khu vực này mà đất có thổ cư, đất phủ hồng, diện tích là 1.500 mét vuông, sở hữu tới 26 mét mặt tiền dài như thế này mà có một cái khung giá chỉ chủ báo là chỉ có khung giá 2 tỷ thôi, thì thật sự nó là một mảnh đất rẻ ha anh chị. Thật sự là một mảnh đất rẻ, giá hợp lý. Hiện tại thì cũng có rất nhiều quý khách hàng từ xa, từ Đồng Nai, từ Bình Dương, từ dưới Vũng Tàu cũng đang mong muốn tìm kiếm một thửa đất gần dưới trục đường lớn để mà mình làm vườn, mà trong khung tài chính 2 tỷ thì mình có thể tham khảo cái thửa đất này ha anh chị. Vị trí thửa đất của chúng ta nếu như mà cách chợ, cách trường học, cách trung tâm của xã Láng Lớn này mình mất chỉ tầm khoảng gần 1 km thôi ha anh chị. Và nếu anh chị cô chú mình di chuyển về tới thành phố Hồ Chí Minh mình mất tầm khoảng 65 km. Và ngay tại vị trí này nếu anh chị cô chú mình di chuyển tới ngay chỗ nút giao của đường cao tốc Biên Hòa, một trong những con đường vừa được khởi công vào ngày 18 vừa qua, thì cũng rất là gần ha anh chị ha. Còn đây là sổ thửa đất anh chị ha, tờ số 8, thửa là 176, địa chỉ ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng diện tích là 1.526 m² ha. Hình thức là sử dụng riêng và trong đó mình có 100 m² thổ cư.
Còn 200 mét thổ cư thì nằm ở Tăng Tư anh chị ha. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất ha. Đất của mình có 26 mét mặt tiền và ở sau tắp hậu còn 18 mét. Một cạnh thì dài 69 mét ha. Toàn bộ những hình ảnh ở trên Playcam để cho anh chị có một cái nhìn tổng quát về cái thửa đất và quang cảnh xung quanh của cái thửa đất vườn ha. Đất của mình thì trên đất hiện tại không có trồng cây gì hết anh chị ha. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ và hiện tại có 300 mét thổ cư. Anh chị về mình mua về mình sở hữu thì mình có thể mình xây thoải mái ha. Cái thổ cư này thổ cư di chuyển, mình muốn xây ở đâu cũng được. Nếu như anh chị cô chú mà muốn lên thổ cư tiếp thì vẫn có thể mình lên tiếp được ha. Toàn bộ hình ảnh ha, đường xá thì cực kỳ là thuận lợi luôn. Ở đây thì rất là an ninh anh chị ha, tại vì phía đầu đường cũng có camera an ninh và cái tuyến đường xà ban láng lớn đều có camera an ninh ha. Và xung quanh thửa đất của chúng ta thì cực kỳ là nhiều nhà vườn, đặc biệt là trồng cây sầu riêng ha. Di chuyển thẳng cái đường bê tông này thì anh chị sẽ đi vào mà trong đó có một cái con suối rất là đẹp luôn anh chị. Hồi trước Tài cũng có review vài lần ở cái tuyến đường này rồi. Xung quanh thửa đất của chúng ta thì cực kỳ là đông khu dân cư luôn ha. Bán kính chưa đầy 500 mét là đầy đủ mọi cái tiện ích phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người anh chị ha. Như là chợ, ủy ban xã, nhà thờ, giáo xứ, trường học, những trụ sở cơ quan nhà nước ha. Đất của mình xây về hướng Tây Bắc anh chị ha. Hơi lệch về phía Tây Bắc một tí xíu. Bây giờ Tài di chuyển cái Flycam ra tới tuyến đường Xà Bang Láng Lớn để quay cái quang cảnh xung quanh để cho anh chị tiện hình dung và tham khảo ha. Cái vị trí của thửa đất của mình thì nằm sát với Ren Farm của xã Láng Lớn anh chị ha. Cái tuyến đường này á, thì sẽ đi vào Ren Farm ha, còn tuyến đường bê tông là sẽ đi về cái thửa đất vườn cần bán ngày hôm nay ha. Di chuyển thẳng hướng này tầm khoảng là 1 km đến 1,5 km là anh chị sẽ về ủy ban nhân dân xã, chợ Láng Lớn ha. Đi theo tuyến đường này thì anh chị sẽ về Sông Xoài, đi qua Hắc Dịch, đi về quốc lộ 51 ha và đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí của thửa đất của mình mà đi ra ngay cái nút giao của tuyến đường cao tốc Vũng Tàu Biên Hòa thì cũng khá là gần anh chị ha. Mật độ kinh doanh và mật độ dân số ở trên tuyến đường Xà Bang Láng Lớn thì cực kỳ là đông luôn anh chị ha. Ở đây thì mình gần hồ Đá Đen ha. Từ vị trí thửa đất này nếu như anh chị yêu thích bộ môn sân golf á thì mình có thể mình di chuyển về sân golf của Suối Nghệ. Từ vị trí thửa đất mà di chuyển về sân golf của Suối Nghệ thì tầm khoảng là 6 km anh chị ha. Còn di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về khu sinh thái Bulgarin, một trong những khu sinh thái cũng rất là được rất là nhiều anh chị em ở khu vực huyện Châu Đức nói chung và toàn bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng ha,
và tất cả những cái vùng lân cận cũng hay về đây để check-in và cũng như nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng với gia đình ha. Di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về sân bay quốc tế Long Thành ha. Mình về xã Sa Pang, đi về Cù Bị, lên Bầu Cạn đó anh chị. Rồi, sau đây Tài xin phân tích cái vị trí ở trên Google Maps để cho quý anh chị cô chú mình xem để mình tham khảo và mình có thể đo được cái khoảng cách từ cái vị trí anh chị đang sinh sống và tới cái vị trí của thửa đất vườn cần bán là có cái chính xác là bao xa anh chị ha. Đây là vị trí ở trên Google Maps ha. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng xem ở phần mô tả hoặc phần bình luận của video. Tài có cái để đường link để cho anh chị cô chú cùng xem đó ha. Từ cái vị trí thửa đất của mình mà ra cái đường tuyến đường Lãng Lớn Sa Pang thì khá là gần anh chị ha. Và di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về khu sinh thái Bungarin ha. Một trong những khu sinh thái khá là lớn ở khu vực xã Lãng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Cũng di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về trung tâm của xã Sa Pang ha. Còn di chuyển hướng ngược lại này thì anh chị sẽ về chợ Lãng Lớn rồi nè. Tới đây là mình tới chợ Lãng Lớn, ủy ban xã Lãng Lớn rồi đây anh chị. Di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về sông Xoài, đi qua Hắc Dịch và mình đi về quốc lộ 51 đi lên thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở đây thì cùng khu công nghiệp của Mỹ Xuân B1 rồi. Di chuyển theo tuyến đường này thì mình sẽ lên Bò Sữa Long Thành và đi lên nút giao của cao tốc Long Thành Dầu Giây anh chị ha. Sau đây Tài xin quay cái đoạn video từ đất di chuyển ra những nút giao, những cái tuyến đường giao nhau với thửa đất của mình để cho anh chị cô chú cùng xem ha. Còn đây là toàn bộ hình ảnh ở từ cái vị trí thửa đất mà di chuyển ra phía ngoài đường Sa Pang Lãng Lớn anh chị ha. Ở đây thì điện nước đầy đủ rồi anh chị, có dây wifi và có nước máy luôn ha. Nếu như mình sở hữu mà mình có nhu cầu thì mình có thể đăng ký là người ta sẽ kéo vào thôi anh chị ha. Tài hiện tại thì Tài đang chạy về trung tâm của xã Lăng Lớn ha, để cho anh chị cô chú quan sát. Ở đây thì có trạm dừng chân anh chị. Phía bên tay phải anh chị là Ủy ban Nhân dân xã Lăng Lớn ha. Đó, đi thẳng thì mình sẽ về Mỹ Xuân, rẽ trái thì mình sẽ về trung tâm của thị trấn Nga Dao ha. Thì video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất nhà vườn ngày hôm nay tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành thời gian quan tâm về cái sản phẩm ngày hôm nay ha.
quý anh chị cô chú xem video mà mình thấy cái sản phẩm ngày hôm nay đúng với nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì liên hệ cho Tài theo số điện thoại Tài để trên màn hình ha. Kính chúc anh chị cô chú có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Nhớ bấm nút đăng ký kênh và cũng như chia sẻ cho mọi người, những anh em bạn bè để biết về cái bất động sản anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của Tài thời gian vừa qua ha.